Mẹ ơi, trước khi mẹ lấy bố con ấy, mẹ đã từng yêu ai trước đấy chưa? Bố con là tình đầu của mẹ đấy. Thôi, mẹ cứ nói thật đi. Hôm nay bố không có nhà, con giữ bí mật cho. Mẹ nói thật mà. Ôi, mẹ đỉnh thế. Thế là mẹ yêu một phát đúng người luôn đấy. Cũng chả đúng lắm đâu. Chín bỏ làm 10 thôi con ạ. Con thấy đúng mà. Nha, bố là mối tình đầu của mẹ này. Sau đấy bố mẹ yêu nhau, cưới nhau, rồi sống với nhau đến tận bây giờ luôn. Như thế thì mọi quyết định đều đúng đắn, không lúc nào mình cảm thấy sai lầm cả. Ai bảo không lúc nào mình sai. Mẹ thấy mẹ lấy bố con quá sai luôn ý. Bố mày có cho chọn lại ấy, chắc cũng lấy người khác. Bà bông ghen à? Ý, ghen kìa. Eo ơi, ghen gì với cả người yêu cũ của bố từ thời cấp 3 ấy mà. Ghen đâu mà ghen. Mà nhiều lúc nghĩ, sống với nhau ngần ấy năm trời, nghĩ cũng chán lắm con ạ. Nhìn sang người bên cạnh, nghĩ chả hiểu sao mình có thể lấy được người như thế này. Thế nhưng mà bảo bỏ nhau, có bỏ được đâu. Thì là tại vì mẹ lấy đúng người đấy. Như con bây giờ à, con chỉ ước là yêu sai cũng được. Nhưng mà cưới thì nhất định con sẽ lấy đúng người mẹ. Con đừng sợ yêu sai, con cứ yêu đi đã, rồi mới biết mình sai hay đúng. Chứ chưa yêu mà đã sợ sai, chưa yêu đã chăm chăm cho là mình đúng thì khó con ạ. Bố với mẹ thời mới yêu nhau, mẹ với bố cũng đã chia tay cả năm trời rồi đấy. Thật á mẹ? Ừ, tại vì mẹ cứ khăng khăng mẹ không thể yêu nổi cái lão già ấy. Mẹ đã yêu sai người. Thế rồi bây giờ con thấy đấy, con đang ước mong được như bố mẹ đấy thôi. Tôi ấy chỉ mong con gái tôi cứ yêu đi đã, yêu cho bỏ cái thời tuổi trẻ, nhưng phải yêu cho đàng hoàng nghiêm túc. Không nên đong đếm trong tình yêu. 9 bỏ làm 10, 7 bỏ làm 10 cũng được con ạ. À.